Xin chào tất cả mọi người. Kênh trải nghiệm khám phá của mình là kênh mới. Nãy là mình quay một clip rồi, là để đăng lên kênh cũ của mình là kênh Tuân Hùng Cao, cho anh em bạn bè theo dõi kênh cũng được ngắm và chiêm ngưỡng cái bể cá coi rất là tuyệt vời ở Quan Hóa. Đấy, Quan Hóa Thanh Hóa nhé mọi người nhé. Đây là nhà ông bạn tôi, anh em trong hội chơi lan với nhau. Bây giờ tôi đang gọi cá này. Đấy, cá đến này. Thích không? Mọi người xem có đã đời không? Đấy, bây giờ là cái kênh trải nghiệm khám phá sẽ chuẩn bị clip cho mọi người được xem. Đây, thác nước này. Đấy, các cái tiểu cảnh này. Dàn lan này. Ông chủ dàn lan, ông chủ vườn đẹp này có vào ảnh riêng này. Đâu ơi, không phải vào đâu. Đây đây đây. Để ông chủ đang gọi cá đây cho mọi người ngắm này. Đây, xem. To đi cơ mà. Đấy. Quá tuyệt vời đúng không mọi người? Tôi đăng lên hai kênh đó ông ạ. Kênh Tuân Hùng Cao gốc của tôi và cái kênh mới là kênh trải nghiệm khám phá. Để cho anh em thứ nhất là vừa quảng bá hình ảnh đẹp của gia đình, cái thứ hai nữa là vừa là thu hút lượt xem cho kênh. Bể cá rất đẹp và cái không gian sống rất tuyệt vời này. Anh em giao lưu giải trí rất là thư thái, thư giãn luôn. Đây là cái chòi nhé mọi người nhé. Chòi này diện tích khoảng tầm 1 tầm 5 mét vuông. Đấy. Cây cảnh này, chim này. Hoa lan này. Thấy không mọi người? Không gian này sống quá tuyệt vời luôn. Đây đang có giò vĩ đang nở hoa, rất là sai hoa luôn. Nay mình sẽ cho mọi người trải nghiệm không gian sống tuyệt vời, quá đẹp luôn. Anh em mà ngồi đây uống nước ngắm cá, ngắm sân vườn này quá là thư thái luôn, tuyệt vời. Ước mơ của rất nhiều người đây mọi người nhé, hoa hồng này. Cá koi này, không gian sống rất là lý tưởng luôn. Bên trong này là đường đi vào khu vườn treo phong lan này, treo chim. Tiểu cảnh này, ghế xích đu này, không gian sống quá tuyệt vời luôn. Đây, các cái chậu hoa. Đây là cái lan vũ nữ đang ra hoa này mọi người. Các cái vạt hoa này rất nhiều. Đấy, mình và cái thân phong lan này rất to này mọi người này, to hơn ngón tay. Đấy, mình quay như thế để mọi người cùng ngắm nhé, cùng theo dõi và ủng hộ cho kênh mới của mình nhé, kênh trải nghiệm khám phá. Đấy, ông bạn đang ra ngồi chờ để chuẩn bị anh em vào ngồi uống nước này. Đây là cái dòng suối nhân tạo này. Để từ cái non bộ xuống này. Sapa đấy. Cái gì? Cái hồng của Sapa.
Đây, bạn đang giới thiệu là cái cây hồng của Sapa đây nhé mọi người nhé. Mọi người cùng trải nghiệm với chúng tôi và cùng khám phá những cái hình ảnh rất đẹp, tuyệt vời luôn. Cây hồng. Anh em cùng chơi phong lan với nhau. Tôi gọi cá cho mọi người xem nha. Đấy, cá đến này. Tôi không dám sờ, không dám thò ngón tay vào đâu. Cá sẽ đớp luôn ngón tay đấy. Đây này, thấy không? Mọi người thấy không? Sợ nó bị cái móng tay nó làm xước cái miệng của con cá cho nên là phải co ngón tay lại. Đấy, rất tuyệt vời luôn. Cá rất thân thiện. Mình cũng không am hiểu về cá koi lắm nhưng mà cứ nhìn thấy bể cá koi nào là rất là ấn tượng và là thấy là đam mê luôn. Nhưng mà chưa có điều kiện để làm các cái bể cá koi như này để chơi, chưa đầu tư được. Đấy. Sau này có điều kiện là sẽ đầu tư để chơi thôi. Đấy. Quay cho mọi người cùng ngắm nhá. Quá tuyệt vời luôn. Toàn cá to luôn đó. Người hơn 2 năm lớn dần. Này cho ăn 2 lần mọi người nhé. Cái này có thể giới thiệu từng tên của từng cá được không? Gọi lắm. Có nhớ được hết tên không? Này có Tancho này, Galaxy này, Sante này, Suwa này, Hiyotri này, Chagoy này, Kimatsuwa này, Kuaku này, Yamuki này, Shiro này, Tancho Suwa này. Đấy, mọi người nghe giới thiệu một số loại cá đặc trưng của cái hồ cá này nhé. Rất là đẹp. Mình chưa có điều kiện để tìm hiểu sâu về các tên gọi của các loại cá này. Nhưng mà chúng ta vừa nghe chủ vườn cá này, vườn lan và hồ cá này giới thiệu này. Xin chào mọi người nhé. Chúc mọi người xem clip của kênh vui vẻ nhé. Và đừng quên bấm đăng ký ủng hộ và chia sẻ các clip hay của kênh nhé. Xin chào tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người gặp lại ở các clip lần sau.